Thanh Hóa là một tỉnh lớn về cả diện tích lẫn dân số của Việt Nam. Đây cũng là một vùng đất giàu lịch sử, gắn liền với câu nói Vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ. Thanh Hóa là vùng đất đã phát tích 4 vương triều: nhà Tiền Lê, nhà Hồ, nhà Hậu Lê và nhà Nguyễn. Và cũng là nơi phát tích 2 dòng chúa là chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, Thanh Hóa luôn là một vùng đất quan trọng và có vai trò cùng tầm ảnh hưởng lớn. Vì sao lại như vậy? Những yếu tố nào đã góp phần làm nên tầm quan trọng này? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Giải mã sức mạnh địa lý của Thanh Hóa của tác giả Hasuna được đăng tải trên website Spiderum nhé. Yếu tố địa hình. Yếu tố đầu tiên chúng ta cần xét đến là địa hình. Xét điều này thì địa hình Thanh Hóa khá phức tạp, chia cắt nhiều và thấp dần theo hướng Tây đến Đông. Từ phía Tây sang phía Đông có các dải địa hình, núi, trung du, đồng bằng và ven biển. Phía Bắc của Thanh Hóa giáp các tỉnh lần lượt là Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình. Phía Nam thì giáp với Nghệ An, phía Đông giáp biển và phía Tây giáp Lào cùng các ngọn núi treo leo và hiểm trở. Điều đặc biệt ở đây phải nói đến vùng đồng bằng sông Mã được bồi lấp phù sa bởi sông Hồng, sông Chu, sông Mã. Và đây là vùng đồng bằng rộng lớn nhất, màu mỡ nhất thứ 3 của Việt Nam, chỉ sau đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Về mặt địa hình, có thể thấy Thanh Hóa có đủ mức độ hiểm trở khi cần thiết phải phòng thủ, nhưng cũng có đủ diện tích cho những vựa lúa nhằm cung ứng đủ lương thực cho người trong khu vực. Hơn nữa, trong các giai đoạn đầu mới dựng nước, Thanh Hóa là một trong những vùng nằm ở cực nam của đất nước, nghĩa là thuận tiện để rút về gây dựng căn cứ khi có chiến tranh hoặc nội loạn. Vùng Thanh Hóa, Nghệ An lại nổi tiếng về võ bị, cho nên nếu nắm được các vùng đất này thì sẽ có rất nhiều lợi thế. Chính vì lẽ đó, các vương triều hoặc dòng chúa xây dựng được căn cơ, đế nghiệp hầu như đều phát tích từ vùng này. Ví dụ như nhà Tiền Lê có hoàng đế khai triều là Lê Hoàn, xuất thân từ Thanh Hóa. Nhà Hậu Lê quật khởi cũng nhờ nắm được Thanh Hóa cùng Nghệ An. Rồi sau đó đến lượt hai dòng họ Trịnh và Nguyễn, phò tá nhà Lê Trung Hưng cũng là từ Thanh Hóa và Nghệ An đánh lên. Yếu tố địa lý chiến lược. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau xem xét kỹ hơn về địa lý của Thanh Hóa. Đầu tiên là phía Bắc. Chúng ta thấy phía Tây Bắc của Thanh Hóa giáp lần lượt các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình. Các tỉnh này đều có núi non trùng điệp hiểm trở, không dễ dàng cho một đạo quân có thể di chuyển từ phía Bắc xuống Thanh Hóa bằng con đường này. Tuyến đường khả dĩ gần như là duy nhất, chỉ còn lại là đi qua Ninh Bình. Ninh Bình được ngăn cách với Thanh Hóa qua dãy Tam Điệp, mà ta đều biết nơi này từng đóng vai trò là quốc đô Hoa Lư của hai triều là Đinh và Lê. Khu vực này từng được Đinh Tiên Hoàng Đế nhận xét như sau: Hoa Lư là nơi núi non trùng điệp, núi trong sông, sông trong núi, căn cứ thủy bộ rất thuận tiện, sau lưng là rừng, trước mặt là đồng bằng, xa nữa là biển cả. Quân ta dựa vào địa thế hiểm trở từ Hoa Lư và Ninh Bình có thể đánh du kích các đạo quân đến từ phương Bắc, từ đó bảo vệ được vùng đồng bằng chiến lược là đồng bằng sông Mã, từ đây đảm bảo cung cấp hậu cần lương thực. Vị thế đặc biệt quan trọng của Ninh Bình từng được các vị vua sáng nghiệp nhà Đinh, nhà Tiền Lê đặc biệt coi trọng và củng cố xây dựng. Chỉ cần chiếm được Ninh Bình thì phía Nam có thể kiểm soát cô lập đồng bằng sông Mã, phía Bắc có thể chống địch và mở đường tiến đánh vùng đồng bằng sông Hồng. Có thể coi Ninh Bình với dãy Tam Điệp và Hoa Lư chính là bức tường thành kiên cố bảo vệ cho Thanh Hóa khỏi sự xâm phạm của ngoại địch. Khu vực trung tâm là đồng bằng sông Mã, là vùng đồng bằng màu mỡ thứ 3 của Việt Nam. Trong quá khứ, khi chưa Nam tiến thì đứng thứ 2 sau đồng bằng sông Hồng. Nhờ đó mà vùng đất này có thể nuôi dưỡng được một quân đội khổng lồ, sẵn sàng bắc chinh để chiếm lại các tỉnh phía Bắc từ tay kẻ thù. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa đây là vùng đất bất khả xâm phạm, vì không phải là chưa từng có chuyện đội quân khởi nghĩa từng thất thủ tại Ninh Bình. Nhưng trong trường hợp ấy, địa hình cắt xẻ của Thanh Hóa lại một lần nữa phát huy,
khi quân đội có thể rút lên các vùng rừng núi hiểm trở ở phía Tây. Lúc này thì lương thực lại trở thành một rào cản đối với quân địch khi tuyến đường lương thực phải đi qua Ninh Bình. Và vì khu vực này có nhiều rừng núi nên các đạo quân du kích có thể cắt đường viện trợ lương thực. Qua đó, cô lập cả một đạo quân lớn tại Thanh Hóa. Quân khởi nghĩa có thể kéo từ Tây, Bắc, Nam đánh xuống, tạo thế gọng kìm và vô hiệu hóa mọi sức mạnh của quân địch. Dấu X màu vàng được đánh dấu là Lam Kinh, là kinh đô của nhà Lê Trung Hưng trong thời gian chiến tranh Nam Bắc Triều. Nếu thế lực nhà Mạc quá mạnh đánh chiếm được Thanh Hóa, quân Lê Trung Hưng có thể rút lên các dãy núi ở phía Tây. Tiếp theo là phía Nam. Thanh Hóa giáp với các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong quá khứ, hai tỉnh này gộp lại là một dưới cái tên chung là Nghệ An. Khu vực Nghệ An được coi là vùng đất cằn cỗi bậc nhất Đại Việt và có thể coi là cả Việt Nam bây giờ, nhưng lại sở hữu dân số nhiều thứ hai chỉ sau vùng đồng bằng sông Hồng. Thế nhưng, chính sự khó khăn ấy đã sinh ra những con người được tôi luyện ý chí và sức chịu đựng hơn người nếu so với các khu vực khác. Những lực lượng tinh nhuệ và thiện chiến bậc nhất trong lịch sử đều sinh ra từ đây. Ví dụ như nhà Lê Trung Hưng lấy lại được đế nghiệp là nhờ nắm được lực lượng của Nghệ An. Trong quá khứ, đây là khu vực giáp với nước Lâm Ấp, là biên cương của Đại Việt, cách nhau bởi dãy đèo ngang. Do đó, chỉ cần một đạo quân đủ tinh nhuệ trấn giữ nơi đây là có thể ngăn chặn hoàn toàn việc bị tấn công từ bên kia đèo ngang, bảo vệ tuyệt đối khu vực Thanh Nghệ từ phía Nam. Khu vực này được coi là một người trấn giữ vạn người khó qua. Thời chiến tranh Lê Mạc, nhà Mạc đã đưa hơn 10.000 quân từ biển vào đây để kiểm soát khu vực này với mong muốn tạo ra thế gọng kìm và cắt đứt khả năng tuyển quân của nhà Lê. Đây chính là địa bàn chiến lược quan trọng giành giật nhau của hai nhà trong thời đại Nam Bắc Triều. Sau này, khi Quang Trung Hoàng đế đem quân ra Bắc đánh Thanh cũng đã dừng lại ở Nghệ An để tuyển quân. Hẳn điều này không còn là xa lạ. Về phía Đông, Thanh Hóa ra biển và muốn đưa quân theo đường thủy đánh xuống Thanh Hóa lại là một việc vô cùng khó, bởi ở đây có rất ít cửa sông đủ lớn cho các thuyền lớn. Việc hành quân rất dễ bị đoán trước và bị phát hiện. Muốn xâm nhập vào đây thì chỉ có cách dễ nhất là tiến công từ cửa sông Mã. Tuy nhiên, việc này lại quá dễ đoán và chỉ cần triển khai quân phòng thủ thì các chiến thuyền sẽ trở thành các bia tập bắn. Trong trường hợp có chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thì việc bày trận các cọc nhọn sẽ chặn đứng con đường xâm nhập duy nhất này và biến việc tấn công từ phía Đông và Thanh Hóa coi như là thất bại. Cuối cùng là phía Tây. Như đã nói, nó tiếp giáp với Lào và có rất nhiều dãy núi non hiểm trở. Lợi thế phòng thủ như thế nào thì chắc không cần phải phân tích kỹ lưỡng. Bởi riêng việc có nhiều dãy núi như vậy, tự nó đã là một lớp phòng thủ tự nhiên kiên cố rồi. Trong thời đại chiến tranh ngày xưa, việc hành quân vượt qua những vùng như vậy là thập phần khó khăn. Cho nên, về phía Tây thì Thanh Hóa đã khá an toàn mà không cần phải đặt quá nhiều lực lượng phòng thủ rồi. Qua video phân tích trên thì tác giả xin chia sẻ một vài hiểu biết của bản thân để lý giải một cách dễ dàng và khoa học nhất tại sao vùng đất Thanh Hóa lại có vị trí địa lý chiến lược quan trọng như vậy. Các bạn nghĩ thế nào về những yếu tố trên? Liệu video có bỏ qua điều gì chưa nói đến không? Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, share cũng như là subscribe và bật chuông thông báo của kênh Spider Room để đón xem thêm nhiều nội dung thú vị trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!